Câu hỏi của anh Lâm Văn Thắng thì mời tiến sĩ Trần Quang Giàu có thể tư vấn giúp anh. Dạ, yeah. Kính thưa Thắng, cùng một con nông dân. Thì hiện nay cái lúa anh được 37 ngày thì anh thăm đồng thấy là cái hiện tượng lúa nó vàng, nó rải rác ở trên ruộng. Thì đồng thời một số cây anh thấy cái rễ nó phát triển bình thường, thì cái này khả năng là cái bệnh vàng lùng là nhiều. Hiện nay thì cái trà lúa mà được khoảng 37 ngày thì có thể là nó, tôi cũng kiểm tra một số đồng ruộng thì thấy là cái hiện tượng bệnh vàng lùng nó cũng xuất hiện rải rác ở trên đồng ruộng. Thì cái vàng lùng thì cái lá vàng chúng ta thấy vàng cam và nó khô đi, thì đồng thời cái rễ thì chúng ta thấy vẫn phát triển bình thường. Tuy nhiên thì anh miêu tả một số cây thấy rễ bình thường, nhưng một số cây thì cái rễ nó lại có màu đen hoặc là vàng, vàng và đen. Thì những cái cây mà rễ có màu vàng hoặc đen, thì nếu đen á, thì cái lúa nó bị ngộ độc hữu cơ. Vàng thì nó có thể là nó bị ngộ độc phèn, làm cho cái rễ nó bị vàng đi. Như vậy ở trên ruộng anh nó cùng một lúc là nó có thể là bị ngộ độc hữu cơ, rồi ngộ độc phèn, rồi những cái cây mà nó phát triển cái rễ bình thường thì cái đó là khả năng bị vàng lùng là cao. Còn anh hỏi là cây lúa nghe nói kali, là nó phân kali làm cho cây lá bị cháy. Vậy thì anh nghĩ là cây lúa nó có ảnh hưởng phân kali không? Thì thường là cây lúa nó thiếu kali, thì cái cây lúa nó khi mà cây lúa nó thiếu chất kali thì nó mới hình thành nên cái chất amid ở trong cây lá, nó làm cho cái rìa lá nó bị cháy, tức là cái trường hợp là nó thiếu kali thường cái lá nó bị cháy, chứ không phải chúng ta bón phân kali mà nó dẫn đến nó cháy gì. Thì một ý số ý trao đổi của anh. Dạ. Cảm ơn tiến sĩ Trần Quang Giao. Tiếp theo trả lời câu hỏi cho anh Đặng Văn Dũng ở dòng riền Kiên Giang. Anh hỏi là lúa của anh được 25 ngày sau xạ, giống lúa IR50404 đang có bù lạch gây hại mật số cao, nhưng các nhà khoa học khuyến cáo là không nên xịt thuốc sâu ở giai đoạn đầu. Anh muốn cho bộ lá hồi phục trở lại và chuẩn bị bón phân để đón đồng. Xin hỏi một lời khuyên như thế nào? Câu hỏi này xin mời thạc sĩ Lê Công Bằng có thể tư vấn giúp cho anh Dũng. Xin chào anh Dũng và quý bà con xem đài. Thì cái giống lúa của anh sử dụng là 504 mà là 25 ngày, có nghĩa trong thời gian khoảng 7-10 ngày nữa thì anh bước vào quá trình phân hóa đồng và anh rước đồng. Và trên cái hình ảnh anh cung cấp về cho chúng tôi á, thì ghi nhận được thì cây lúa của anh hiện nay cũng chưa có sung, chưa tốt mấy và cũng có bị nhiều cái biểu hiện của cái bọ trĩ gây hại. Chính vì vậy chắc tôi khuyên anh nên sử dụng can thiệp thuốc hoạt vật giai đoạn này, mặc dù cái khuyến cáo của chúng ta là không sử dụng thuốc hoạt vật trước giai đoạn 4 ngày. Tuy nhiên nếu cái áp lực cái dịch hại nó như thế này thì bắt buộc anh cũng phải xử lý để cho cây lúa anh nó khỏe, nó tốt để bước vào giai đoạn phân hóa đồng nó tốt hơn. Thì để quản lý này thì công ty Trân Thành chúng tôi cũng quan sát thấy được cái hiệu quả cái sản phẩm của Supergen 5SC. Sản phẩm này thì sẽ giúp cho anh phun cái bọ trĩ trong giai đoạn này một cách hiệu quả. Và sau đó thì khoảng 5-7 ngày thì cũng là tới cái thời kỳ là bắt đầu chuẩn bị phân hóa đồng, thì có để anh sử dụng cái bón phân để rước đồng là phù hợp nhất. Một số ý kiến chia sẻ cùng với anh Dũng. Cảm ơn những thông tin vừa rồi của thạc sĩ Lê Công Bằng. Thưa bà con và các bạn, chăm sóc cây lúa phát triển tốt bộ lá đồng để tạo tiền đề đạt năng suất cao là điều mà bà con ai cũng mong muốn. Và sau đây thì mời các nhà khoa học, quý bà con nông dân cùng theo dõi những kinh nghiệm chăm sóc lúa ở giai đoạn đồng. Hè thu là vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn hơn trong xuân do tình hình thời tiết và dịch hại thường diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc áp dụng các biện pháp chăm sóc giúp cây lúa khỏe, đồng to, quản lý hiệu quả dịch hại luôn là mong muốn của bà con nông dân. Nguồn thu nhập chính của gia đình ông Trần Văn Tư, cư ngụ ấp 2, xã Dị Bình, huyện Dị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Từ diện tích canh tác gần 2 hectare, đã nhiều năm nay, ông Trần Văn Tư đặt trọn niềm tin vào quy trình sức mạnh sinh học của công ty Tân Thành trong quá trình sản xuất. Như tôi thích thì cái sinh học thì cái hàng latte thì nó làm lúa nở mạnh và đồng to, chỗ khỏe. Còn hàng Suminca thì nó sạch bệnh. Còn hàng La Casoto thì nó vô gạo nhanh, hạt chắc. Tôi sợ sinh học mà sử dụng 3 năm rồi nó là an toàn cho sức khỏe và môi trường và những người xung quanh. Lúc làm đồng này thì tôi lo lắng nhất là cái vụ bệnh đậu ôn. Cho nên tôi hay xài thằng Travin.
bởi vì là nó khi thấy những cái vết bệnh mình xịt nó vô rồi nó cũng mau khô, hoặc lá lứa lúa nó cứng là nó cứng. Thì cái khi sau cuốn lá thì tôi lúc mà bốn mấy ngày này tôi hay xịt thằng pho cam, bởi vì khi xịt nó vô rồi là có thể nó chặn đứng lại rất là hay. Đi thăm ruộng rồi tôi thấy cái vết cái sâu đầu tiên đó là nhất là sâu cuốn lá giai đoạn đầu á, khoảng chừng 30 ngày trở lên á, thấy nó cái bướm nó rổ rồi thấy nó cái lá nó cuốn gì đó, rồi mình sẽ mình xài rồi khô can thấy cũng xài cũng kết quả lắm, thấy nó cũng như là thay lá mới rồi thấy nó cũng cái thân cây nó cũng sạch. Với tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay, bà con nông dân tiếp tục thăm đồng thường xuyên, chủ động áp dụng các biện pháp canh tác theo đúng quy trình kỹ thuật. Trong đó, những hiệu quả đã được khẳng định của quy trình sức mạnh sinh học sẽ là giải pháp hữu ích giúp cho bà con nông dân chăm sóc cây lúa phát triển tốt, hướng đến vụ mùa thành công. Thưa bà con và các bạn, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là bà con nông dân đã đánh giá cao về quy trình sức mạnh sinh học mang lại. Từ những cái hiệu quả của quy trình thì anh Phan Văn Tâm ở ấp Cái Sơn, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long có số điện thoại là 0121549 6310 đã gửi cho chúng tôi một bài thơ. Bài thơ như sau: Kiên Giang đất biển dạt dào, gạo Global Gap Tân Thành quá ngon, Plasti cũng đã góp phần sức mạnh sinh học môi trường sạch xanh. Plasti giúp lúa 6 tăng, 4 cho 3 lợi ai xài cũng mê, 1 cho mầm mạnh đồng to, cho chồi hữu hiệu trổ nhanh bông dài. Ai xài sản phẩm Plasti, gia đình hạnh phúc, cháu con đầy đàn. Dân, quả là một bài thơ rất là hay phải không ạ? Thưa thạc sĩ Lê Công Bằng, thì thạc sĩ có nhận xét gì về những ý kiến cũng như là những câu thơ của bà con nông dân? Dân trước tiên thì cho cảm ơn Tâm rất nhiều với cái bài thơ của anh rất hay. Cũng cảm ơn anh đã tin tưởng cái sản phẩm Latte của công ty Tân Thành chúng tôi và cũng đã thấy được hiệu quả của nó thông qua bài thơ của anh. Và cái cảm ơn tiếp theo của tôi đó đến với anh Tâm, đó là anh đã sử dụng cái sản phẩm mà mới đầu tiên của công ty Tân Thành chúng tôi bắt đầu được ra từ bắt đầu tháng 4 này. Đó là sản phẩm gạo mang thương hiệu là Hoa Lúa của công ty chúng tôi. Đây là cái sản phẩm mà chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap. Đây là tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu. Bên cạnh đó, điều đặc biệt cái sản phẩm này là đây là sản phẩm gạo không dư lượng thuốc diệt vật và rất an toàn cho người tiêu dùng. Trong cái sản xuất gạo này thì chúng tôi áp dụng hoàn toàn cái quy trình sức mạnh sinh học mà từ chương trình từ cách đây cỡ một năm đã có thông tin trên truyền thông và đại chúng. Thì cái nổi trội sản phẩm này, cái gạo này đó là sản phẩm đặc biệt không dư lượng thuốc hoạt vật và thời gian cách ly cái thuốc hóa học mà chúng tôi đến thu hoạch là từ 20 đến 30 ngày. Và hầu như chúng tôi sử dụng là 80% thuốc chặn sinh học. Chính vì vậy mà người tiêu dùng có thể là sử dụng được sản phẩm này rất yên tâm với cái sản phẩm gạo mà của công ty Tân Thành chúng tôi đưa ra thị trường bắt đầu chính thức từ tháng 5 năm nay. Và cũng hy vọng là bà con sẽ được một cái bữa cơm ngon miệng với những cái hạt gạo mà trong xanh đẹp và không dư lượng thuốc hoạt vật ạ. Cảm ơn những thông tin vừa rồi của thạc sĩ Lê Công Bằng. Và chúng tôi cũng mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ có thể cho thêm những cái ý kiến gì ạ? Tôi thì hồi nãy qua cái phóng sự mà có ba nông dân mà trao đổi về cái việc mà phòng và trị bệnh đó, thì tôi muốn nhắc nhở thêm là như thế này. Bà con biết là cái này thì bà con hiểu rồi, người ta gọi là phòng bệnh hơn là để trị bệnh. Thì ở đây bên ngành mà bảo vệ thực vật thì thường thường bà con mình lấy cái thuốc trị để mà đem phòng, thì cái này tôi thấy rất là nguy hiểm. Mình phải dùng cái thuốc phòng để mà phòng, còn thuốc trị là khi nào thấy có bệnh là mới trị. Mà như tôi cũng thường hay nói, bà con mới thấy lạnh lạnh như thế này nói nghĩ rằng mình sẽ bị ho rồi đi mua cái thuốc trị ho về để uống ngừa cho đừng ho, thì tôi nghĩ rằng không phải. Mà lúc đó mình phải làm cho cái cơ thể của mình nó khỏe mạnh lên để nó chống lại được cái lạnh mà không có bị ho. Thì ở đây hồi nãy bà con mình có nói hai cái chế phẩm, hai cái loại thuốc mà vẫn là trị bệnh của bên công ty của anh Bằng đó. Thì tôi thấy là một là cái Chubeca, hai là cái Travin. Thì hai cái này bà con nên phân biệt ở cái chỗ này. Vì cái Chubeca nó là một cái chế phẩm mà sinh học,
Nên khi mà mình đưa vào cái cây lúa như thế này á, thì nó sẽ kích hoạt cho cây lúa có một cái khả năng chống lại cái sự xâm nhiễm của cái bệnh từ bên ngoài vào. Thì gì đó, đó mới đúng gọi là thuốc ngừa đó. Có nghĩa là làm cho cơ thể khỏe lên, giống tôi nói bây giờ mình thấy trời lạnh mình sợ ho thì mình phải làm sao làm cơ thể mình khỏe mạnh ấm áp rồi lên để nó không có bị cái ho kia nó ảnh hưởng vào. Thì như vậy đó mình mới gọi là ngừa. Ngừa có nghĩa là làm cho cơ thể khỏe lên. Thì ở đây thì cái vấn đề cái Chubeca thì giải quyết như đó. Còn cái Travin đó là khi nào mà anh thấy cái vết chấm kim như thế này á, bây giờ tôi nói thuốc trị mà, thì anh phun vào. Chứ bây giờ chưa có vết chấm kim gì hết trơn, anh nói thôi bây giờ tôi nghĩ rằng có thể là nó sẽ bị để ôm, lấy thuốc Travin phun vô thì như vậy cũng không đúng. Mà mình phải làm sao thuốc ngừa, phòng ngừa thì nên sử dụng theo kiểu ngừa. Mà thuốc trị thì phải sử dụng theo trị. Nhưng bà con của mình bây giờ muốn cho khỏe, muốn ăn chắc thì thôi không biết tới nữa, có bệnh không, không bệnh không cần biết. Cứ lấy cái thuốc mà trị là chụp lên trên, nghĩa là phun cái rồi dầu cho có không có gì đi nữa cũng yên tâm. Tôi cho rằng cái đó rất là nguy hiểm. Nghĩa là vừa tốn tiền mà ảnh hưởng đến cái điều kiện của môi trường, đến sức khỏe của bà con nhiều chuyện lắm. Nên bà con cần phân biệt giữa cái gọi là thuốc phòng ngừa và cái thuốc trị để xài cho nó đúng. Dạ, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Một vụ mùa mới lại đến, mang nhiều hy vọng một vụ mùa bội thu luôn là điều mơ ước của người nông dân bao đời nay. Thuốc tăng trưởng sinh học Plastimula là chế phẩm sinh học mới độc đáo, tăng khả năng kháng bệnh chăn nuôi trên lúa, phù hợp để sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GAP. Plastimula tăng năng suất cây trồng, tiết kiệm phân bón, kích thích lúa chín sớm. Sản phẩm sinh học kích thích tăng trưởng luôn sát cánh cùng bà con Tân Thành, cùng nhà nông chinh phục năng suất. Chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn môi trường. Chubeca chống ngừa bệnh hại, đem nếp hạt đào ôm cổ bông, khô vàng trái bìa lá lúa. Chubeca chống ngừa bệnh hại. Thưa bà con và các bạn, bây giờ chúng tôi sẽ dành thời gian trả lời câu hỏi cho bà con nông dân gọi về. Câu hỏi đầu tiên trả lời cho anh Lê Hoàng Hải ở Tiền Giang. Lúa chuẩn bị trổ, thấy sâu cuốn lá tấn công khoảng 10% diện tích lúa. Hỏi là có cần phun xịt hay không? Nếu phun thì phun thuốc gì? Còn không phun thì có ảnh hưởng gì đến năng suất hay không? Ý thứ hai anh Hải hỏi là trong trường hợp mình đã bón phân đón đồng đủ dinh dưỡng, hỏi có cần phun Lacasuto ở thời điểm lúa công trái me hay không? Câu hỏi của anh Hải, ý đầu tiên thì mời tiến sĩ Trần Quang Giàu. Kính thưa anh Hải cùng bà con nông dân, thì anh miêu tả là cây ruộng của anh là bị sâu cuốn lá tấn công khoảng 10% diện tích. Vậy thì chúng ta thấy là cây lúa chuẩn bị trổ và cái mức độ này thì nói chung cái diện tích chỉ bị khoảng 10%, vậy là chúng ta thấy nó chỉ rải rác cái đồng ruộng thôi. Thì cái này chúng tôi thấy là anh chưa cần thiết là chúng ta phải phun. Khi mà cái lá một cây lúa mà cái bộ lá nó bị khoảng trên 10% cái diện tích cái bộ lá, nó chủ yếu là những cái lá đồng hoặc những cái lá phía trên, thì lúc đó chúng ta mới phun xịt. Thì còn về thuốc thì chỗ thạc sĩ Bằng sẽ giới thiệu thêm. Và thứ hai anh hỏi là trong trường hợp mình đã bón phân đón đồng đủ dinh dưỡng, hỏi cần có phun Lacasuto ở thời điểm công trái me không? Dạ. Thì anh đã bón đón đồng đầy đủ dinh dưỡng rồi thì tôi suy nghĩ là anh không cần thiết là chúng ta phải phun thêm, vì cái dinh dưỡng đã đầy đủ rồi. Nếu chúng ta phun thêm thì nó sẽ tốn cái chi phí thêm. Số ý kiến trao đổi của anh. Dạ. Bây giờ thì mời thạc sĩ Bằng có thể tư vấn thêm cho anh Hải. Dạ. Vâng, tôi cũng đã đồng tình ở chỗ tiến sĩ Trần Quang Giàu là nếu như mà cây lúa của anh đầy đủ dinh dưỡng thì anh cũng không nhất thiết phải sử dụng cái thuốc giúp cho cây lúa anh nó giàu gạo làm gì. Nhưng mà tuy nhiên gặp những trường hợp bất lợi, ví dụ như điều kiện như là cái thời điểm của anh đó là cây lúa của anh nó không thiếu dinh dưỡng, không đủ dinh dưỡng hoặc quá dư dinh dưỡng, thì quá trình vận chuyển cái tinh bột từ cái lá, từ thân vào hạt nó khó khăn, thì có thể anh tham khảo lên cái sản phẩm Lacasuto. Thì cái sản phẩm này sẽ giúp cho cây lúa của anh sẽ giàu gạo một cách nhanh chóng, giúp cho quá trình vận chuyển từ thân, từ lá giàu gạo một cách nhanh chóng và giúp cho cái lúa anh no và sáng chống mẩy. Thì chúng hy vọng rằng nếu mà trường hợp anh chẩn đoán đúng là cây lúa của anh mà nó thiếu dinh dưỡng hoặc trở ngại trong quá trình giàu gạo, thì anh có thể tham khảo sử dụng thêm cái sản phẩm Lacasuto của chương trình chúng tôi ạ.
Dạ, cảm ơn thạc sĩ Lê Công Bằng. Tiếp theo là trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Thành Lựa ở Vị Thanh, Hậu Giang. Anh hỏi là đang bơm sình dưới sông lên thì thấy lúa phát triển tốt mà thu hoạch thì bị lép hạt, bị bệnh. Như vậy thì có phải là do sình làm lúa bị như vậy hay không? Hay là dễ gây sâu bệnh và cách hạn chế như thế nào? Mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ có thể tư vấn cho anh Lựa. Em Lựa, khi mà bơm sình lên mà anh thấy cái cây lúa nó tốt hơn thì như vậy chứng tỏ rằng nó đã được cung cấp thêm cái vấn đề gọi là dinh dưỡng đó. Thì cái này thì bà con trồng mía ở cái vùng Vị Thanh của mình trồng mía cũng thấy rõ cái giá trị của cái bơm bùn rồi vườn cây ăn trái cũng vậy, tức là cung cấp thêm dinh dưỡng. Bây giờ em đã sử dụng cái đó để mà em bơm lên cho cái ruộng lúa của mình, có nghĩa là cung cấp thêm dinh dưỡng thì cây lúa tốt hơn là phải rồi. Thì khi mà em bơm lên vậy thì em phải trừ cấn trở lại cái lượng phân để em bón. Nếu mà em vẫn bón bình thường đem phân, tức là nó đã là nhất là cái dinh dưỡng đạm đó, bị gì trong cái phần mà bùn nhão trên lớp đất mặt đó thì sát bã thực vật nó đầy ở trên đó trơn, nên nó phân hủy, nó cung cấp ra rất là nhiều cái chất đạm. Thì nếu mà dư đạm thì nó sẽ dẫn tới cái vấn đề là sâu bệnh nhiều, rồi dẫn tới cái vấn đề lép hạt, thì cái chuyện đó là do cái bơm bùn đó là phải rồi. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Văn Trong ở Cần Thơ. Lúa giai đoạn bón phân đón đồng, lá còn xanh, phun Lasty có được hay không? Lasty có phải là phân bón lá hay không? Mời thạc sĩ Lê Công Bằng. Hey, xin chào anh Trong. Thì tôi cũng chia sẻ với anh thế này, để anh có quyết định cái sử dụng cái sản phẩm Lasty hay không hả anh Trong? Cái thứ nhất, tôi xin trả lại cái ý cuối cùng đi. Lasty có là phân bón lá hay không? Xin thưa anh là không. Đây là cái thuốc điều hòa sinh trưởng. Có nghĩa là cái sản phẩm Lasty này khi phun vào cái lúa của anh thì nó giúp cho quá trình trao đổi chất diễn ra một cách mạnh mẽ hơn và đạt được cái hiệu quả cao hơn. Chính vì vậy nếu trong trường hợp cây lúa của anh mà nó quá trình mà diễn ra quá trình trao đổi chất ở trong cái lúa phát triển kém, chậm lại, cái lúa phát triển không tốt, thì anh có thể sử dụng Lasty giúp cho quá trình nó tiếp diễn ra một cách nhanh hơn, mạnh hơn, thì lúc đó cây lúa anh khỏe. Thì tôi tin chắc rằng cây lúa anh khỏe rồi thì quá trình phân hóa đồng để tạo bông to, bông bự thì có chuyện hiển nhiên và cũng là góp phần cho năng suất của anh sau này. Thì cũng hy vọng là cái chia sẻ của tôi đây có thể là cái quyết định của anh để có sử dụng cái sản phẩm Lasty cũng đi hành chúng tôi hay không, để mang lại được cho anh cái đồng to bông bự ạ. Dạ. Xin cảm ơn thạc sĩ Lê Công Bằng. Trả lời câu hỏi cho anh Phạm Văn Tèo ở Chợ Mới An Giang. Ở thời điểm lúa phân hóa đồng thì theo các nhà khoa học khuyến cáo thì đây là thời điểm rất quan trọng tạo ra năng suất cho ruộng lúa. Và ở thời điểm này tất cả các dịch hại dễ phát sinh như là đậu ôn, nhện gé và các bệnh đốm dằn, vàng lá và vi khuẩn. Hỏi là các bệnh hại thì anh có thể dùng thuốc để phun ngừa, như vậy thì có hợp lý hay không? Mời tiến sĩ Trần Quang Giàu ạ. Dạ. Kính thưa anh Tèo, cùng con nông dân, thì anh phân tích rất là đúng. Cái giai đoạn mà cây lúa phân hóa đồng đó thì cái giai đoạn này chúng ta thấy là rất là nhiều cây sâu, côn trùng cũng như là cây bệnh nó phát triển rất là mạnh ở cái giai đoạn này. Do là một là chúng ta thấy là ở giai đoạn này thì cái tán lúa, cây lúa nó rất là dày, nó tạo cái điều kiện nhiệt độ, ẩm độ thích hợp cho cây sâu bệnh nó phát triển. Và thứ hai là ở giai đoạn này thì chúng ta thấy là từ khi gieo xạ đến cái giai đoạn này cái thời gian nó dài, vì vậy thì sâu bệnh nó có khả năng tích lũy mật số. Thí dụ có những nhánh dé chẳng hạn, khi chúng ta mới vừa gieo xạ cái lúa mọc lên thì nhánh dé nó đã bám vào cây lúa nó phát triển, sau đó thì qua nhiều cái dòng đời nó cái mật số nó nhân lên, thì lúc này chúng ta thấy là cái mật số nó cao và có khả năng là nó gây hại. Vì vậy thì ở giai đoạn này thì nói chung là anh phân tích là tình hình cái dịch hại trên ruộng nó rất là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta muốn phun xịt thì chúng ta phải điều tra đồng ruộng, chúng ta coi có cái đối tượng nó có xuất hiện hay không thì chúng ta mới xịt, thì nó sẽ đạt cái hiệu quả cao. Còn trường hợp ruộng chúng ta nếu mà mặc dù cái giai đoạn này nó có khả năng nó xuất hiện nhiều, nhưng có thể chúng ta canh tác cái ruộng chúng ta thưa, chúng ta sử dụng xạ thưa, bón phân cân đối, chúng ta sử dụng những giống kháng dân dân, thì cái tình hình dịch hại trên ruộng nó ít, chúng ta điều tra chúng ta không thấy, thì cái việc đó không nhất thiết là chúng ta phải phun ngừa. Mà tôi đề nghị anh giai đoạn này chúng ta cần phải điều tra đồng ruộng thường xuyên, chúng ta khi chúng ta sớm phát hiện cái dịch hại thì chúng ta phun thì đạt hiệu quả nó sẽ cao. Đó là ý kiến trao đổi của anh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Trần Quang Giao. Trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Hồng Chương ở Châu Thành.